Bữa nay trở lại thăm Ngọc nha mọi người. Hai mẹ con này khỏe không? Dạ. Khỏe ha. Ngọc nhắn mít vô nói chuyện với Ngọc. Cái Ngọc có chuyện nó bị bệnh, nó bị nó ăn cái gì nè. Cái bò thì viên á. Nó thèm nó kêu mua đồ làm đậu cho nó ăn á. Cái nó bị cái gì nó mình mẩy nó gì nè. Vậy vậy nè, khóc sáng đêm lũ tai mặt mũi dùm lông lá chứ. Cái này hả? Dạ. Mới hết ha. Dạ mới hết. Không rồi chị này, chị ở Sóc Trăng chị gửi một đồ này lắm, lâu lắm rồi mới đem qua cho nè. Dạ. Ngọc khui coi Ngọc. Dạ. Của chị Như Ý ở Sóc Trăng nè. Gửi lâu lắm rồi mà không có thời gian qua, bữa nay qua trao cho nè. Gửi này bầu mấy tháng rồi? Dạ em gần 8 tháng rồi. Gần 8 tháng hả? Dạ. Rồi có chuẩn bị đi sanh rồi chưa? Dạ chưa nữa. 9 tháng mới sanh. Dạ nó có. Không có chuẩn bị đồ rồi chưa? Dạ chưa anh. Em chưa có mua gì, chưa có tiền mua gì chưa. Ừ. Em cảm ơn cái chị đó đi đọc trên cái giấy đó, có cái tên đó ở Sóc Trăng đó. Dạ em cảm ơn chị Như Ý ở Sóc Trăng. Ừ. Chị gửi một đồ đó. Không biết đồ em bé hay là đồ người lớn hay là đồ gì. Rồi nó đến sanh đâu? Em cũng chắc tính sanh bông xiên quá mà giờ em cũng đang nhậu chứ luôn. Bảo hiểm mình có rồi, giờ em chưa có đồng bạc. Không biết sao không? Ngày qua anh Minh Quang anh gì ta? Anh Hùng mới ghé em á. Dạ. Ghé em hỏi anh vừa ghé xong cái ai điện trong cũng là trọ. Anh điện vô mối mình chỉ muốn cái nhắn tặng. Anh điện vô, anh nói. Ông kiểu như là ông tỏ thái độ như mình lớn là mình nhìn mình cũng biết. Nên em nói cậu ơi, tại người ta cho đồ á. Để mấy anh ghé đưa cho mặt. Cho đồ ghé cho thôi chứ. Nhưng có làm gì đâu. Nói mình thấy mình có làm đâu mà đi quản cái quyền. Quyền lớn là được có cái học rồi. Cắt học cái kéo cắt này đi. Muốn cho mấy cái lớn. Không có đồ gì vậy? Đồ bầu mới về. Đồ bầu. Làm bầu. Làm bầu mà. Làm bầu nó đi, làm con khỏi máy mà. Ừ. Làm bầu không mà quên. Làm bầu như nó làm đẹp quá mẹ ngọt. Còn có 1 tháng nữa xanh nè. Quá trời nhiều luôn. Đẹp đẹp không? Đẹp không? Ngọc xanh xong mặt cũng vừa Ngọc. Đẹp quá Ngọc. Con trai hả? Dạ, con trai. Giờ bữa hổm là siêu âm gái, giờ siêu âm lại là con trai ha. Dạ, bữa hổm siêu âm con gái là sao mới có bô 4 tháng à. 3 tháng mấy thì được 4 tháng con gái. Gái cái con Ngọc không nghe nói gì trai trai đó. Em tức quá mà em hỏi bác sĩ, em bắt cho siêu âm lại chính xác trai. Hai đồ đồ mặt rồi. Dạ, đồ đi học xanh xong vẫn được. Quá trời nhiều. Quá trời nhiều. Tiền ra mua đi mua là nhiều tiền lắm, đồ đẹp đẹp không mà. Em với Ngọc cũng quy bản đồ người ta cho. Cho qua đợt nào em bận nào con vừa bận, Ngọc bận vừa Ngọc đưa em cái em đi sửa lại. Bóp lại tốn có 10 ngàn, 15 ngàn đó mà con bận. Nhưng em bán số đó người ta cho bánh rồi đó. Vậy đem thịt cho Ngọc ăn. Con này mua khó bán chứ. Cái này chỉ có đi bán vé số không? À nào em cũng bán cho có hôm qua này em bị hỏi có một cái dài nè, em đi khám bác sĩ em nghỉ bữa nay em chiều đi lấy lợi bán đâu nghỉ đâu. Bữa em bán em gặp anh Thông với anh Thái ăn cơm không hỏi dạ. Có hỏi anh ghé không em nói không ngày hôm qua anh Nguyễn anh ghé cũng đói rồi, Nguyễn bé ghé cũng 6 giờ 6 mấy rồi. Đồ đẹp không ha?
Đồ đẹp đẹp không? Ngọc tha hồ đồ mặc. Các em mặc như thế này đi Ngọc. Yeah. Cho nó rộng rãi. Cái này cũng bằng cũng có đồ bầu mà không cộng gì bằng đi Ngọc. Có đủ loại hết. Áo sơ mi, sơ mi lỡ. Đẹp không? Trên chục bộ rồi, nhiều lắm. Đó đồ thấy đẹp không ạ? À? Tại về tại cục thì cũng có hả? Không phải anh chị quay ở đâu em quay vòng vòng thôi mà. Rồi đâu lấy cái đầm mặc vô thử rồi chỉ coi coi Ngọc. Đã màu dưới, mấy cái đầm dưới. Ừ. Mà thử vô đi Ngọc. Cái này nó rộng. Mà cái màu đen có cái nào cũng giữa cũng không sọc luôn đó, làm đẹp bé lắm anh. Cái màu đen đẹp hơn. Được không? Thích cái màu đen không? Thử một cái thôi. Dạ. Không, cái có tay vậy Ngọc. Đó, đó, cái, ừ, đúng rồi đó. Đó, cái đó. Rồi, cũng kêu chịu đựng đi, gán đi. Phật nhiều vô cho mẹ tròn con vuông. Rồi em đi bán. Rồi cái này nó đâu đi bán cái số nữa hả? Cái này nó không có bán nổi nữa, em đi bán không à. Có đó nhà nó cũng mặn công chuyện phụ em á. Cái này mặn giỏi không có hỏng nữa. Dạ, cái này công chuyện nhà em làm tiếp chứ đi bán số cái mấy bà chị cho bánh rồi đó. Cái đi về sáng một cô kia kêu lột cái trang ra. Đem qua có đưa em bọc nhãn, em đưa có 50 ngàn cũng không lấy tiền. Đồ ăn em mua có mua cá là hồi sáng thèm ớt sao qua. Cái vừa em mua cái bà chị này qua bà la bà nói ăn củ qua nó ăn sợ mát quá đó. Cái này ông chị ông bảo gì đó mua hoài luôn. Mua suốt nhỉ? Dạ, bán số cũng lộn chứ. Rồi cái này, cái này chỉ bán cái số được nhiêu tờ? Có 120 em làm hoài đó, cũng vốn liếng rồi mà em lấy nhiều đâu. Có 120 em gửi cái căn cước hoài đó, đâu có lấy cái căn cước ra đâu. Rồi người ta đưa mình bán xong rồi chiều đem vốn cho người ta hả? Mình bán không có tới xe, không tới chiều đâu. Mình bán có 5 chiều nào mình lấy vô. Không có 5 giờ sáng người ta đón mình có một quê này nè. Có quê đầu đường cho đòi tiền á. Em có tiền em đưa vô, em mượn chị bầu đây nè. Em mới đắp qua đưa cho thầu. Rồi còn cái số bơ sư vốn còn đó. Em đi bán xong hết vậy em đưa. Đẹp kìa, cái cổ kẹt có cổ. Ngọc bằng áo thấy bầu luôn chạy. Ừ. Thấy chị? Ừ. Đẹp đó. Đó thì bữa nay là em cho đồ của chị đây nghe chị ơi. Thì, lâu lắm rồi mới qua em cho đó. Rồi đây ngồi nói chuyện đi Ngọc. Đáng biết. Rồi mới khám là nào? Dạ em khám cũng được tuần ạ. Tuần rồi ha. Dạ. Rồi hồi nữa là sanh ở Long Xuyên hả? Dạ. Nguyễn kêu hay gì? Dạ không, tại em tính sanh ở Long Xuyên à. Ở đây ra Long Xuyên gần. Rồi đồ em bé có chưa? Dạ chưa, người ta cho mà cho đồ bự bự không mà đồ đó có 2-3 tháng mới bận được. Ừ. Mà đồ, cho đỉnh quá, cho đồ con trai phải không? Hàng gái? Đồ con trai, gái là không sợ. Ừ. Là hai đứa con trai rồi. Đứa trước cũng con trai hả? Con gái hả? Dạ. Rồi cái này là con trai. Rồi tính nữ sanh là đi làm gì? Em cũng chưa biết nữa. À, bây giờ là bé trai rồi, nay là bé trai, hôm trước là bé gái nhỉ? Dạ. Hôm trước là siêu âm là trai gái ha? Ừ, nay là trai rồi. Ừ. Rồi bây giờ là tối ngày ở nhà trọ vậy đó. Dạ. Rồi chị bữa nay không có đi bán hả? Là bán bữa 120 tờ là lời được 120 ngàn. 92 em lại không thấy 120. Lời có 100 ngàn. Mà chuẩn bị sanh tới có bảo hiểm mà phải không? Có bảo hiểm nha. Hả? Dạ có bảo hiểm. Có ha.
Rồi bữa nay mưa đâu đi bán hả? Rồi nữa sanh em bé cũng về đây luôn. Gần, gần 9 tháng hay gần 8 tháng? Đây gần 8 tháng. 8 tháng còn bự rồi đó. Tính gọc ra còn tháng mấy nữa xanh không? Ừ. 8 tháng chắc còn tháng mấy nữa rồi, xanh rồi. Rồi Ngọc con này đâu đi bán hai giấy số nữa hả Ngọc? Dạ không. Nghỉ luôn hả? Dạ, tại cỏ này nó đạp với mệt mệt thì không đi. Nó đạp rồi ha. Dạ. Xanh xong rồi khỏe. Dạ, em cho nó xanh xong khỏe đi làm thôi. Ừ, để đi làm kiếm tiền. Dạ, mua sữa sùng cho con đó. Em cũng bán giấy số đi. Ba cái đồ này gom đi Ngọc. Đó thì cho được cũng rất là mừng. Đó, chị gửi lâu rồi nhưng mà chưa có đi đem qua được. Đó, hôm nay đem qua cho Ngọc đó. Chị quay cho anh, có người ta cũng hỏi nó cái này Ngọc sao rồi. Cũng quay chia sẻ cho người xem để mọi người biết là cái tình trạng Ngọc là chuẩn bị sanh nè mọi người ơi. Ba mẹ con thì ở trong đây rồi, hình nữa sanh em bé nữa cũng ở trong đây luôn. Mặc mấy cái này nè, nó nhìn nó nhẹ nhàng. Dạ. Nó là nó khỏe. Ship rồi đó. Đồ trước cho có còn không? Dạ còn. Còn. Đồ chắc là nhiều rồi, đồ bây người lớn á. Bây giờ mọi người khỏi cho đồ đi, bé Ngọc nhiều đồ lắm rồi. Đồ nhiều lắm rồi, mọi người đừng có gửi đồ nữa. Có em bé thôi. Mà Ngọc nó có số điện thoại hay là ai mà có cho thì gửi trực tiếp. Ai có thương Ngọc á thì gửi trực tiếp cho mẹ. Cho mẹ Ngọc, nhắn. Thì cho không rồi cũng lâu rồi ha, cả tháng chưa? Cái này hả? Ừ. Tháng mấy hai tháng rồi? Tháng mấy hai tháng rồi đó. Thấy được hôm qua rồi. Ngọc có 5-6 tháng hả? Ông dạ, chủ Ngọc nhà trọ nói này kia rồi đó. Dạ. Nói chị đó thì em không có qua nữa. Không, nên bữa nay lâu lâu thì qua để mà cho một đồ cho nó xong. Này mặt biết nào hết nhiều chứ đi mua là tiền không đó Ngọc ạ. Dạ. Không có nổi đâu. Hôm qua bà chị kia mới cho Ngọc được cái nâu để dành đưa em bé đó chị. Dưới cái mùng ha. Dạ. Mùng chụp hả? Dạ cái mùng chụp với cái nâu em bé dọc cái gì luôn chị. Ừ, bà đi kiếm bà cái phòng con bầu. Tại em thấy hai con bầu màu nào trời em chỉ trong kia mới không phải. Vậy sanh xong rồi đi làm gì Ngọc? Em cũng chưa biết làm gì. Chưa biết nữa hả? Dạ. Nó còn nhỏ mà, ở đây có 18. Sanh xong đi rồi con mẹ tròn con vuông thì tính. Đáng cố lên nha Ngọc. Dạ. Rồi thôi thì Ngọc cảm ơn cái chị đi Ngọc ơi. Dạ em cảm ơn chị Như Ý cho đồ em. Ừ. Dạ. Rồi thôi thì Minh Tăng cũng lâu rồi không có qua để cho bọc đồ Ngọc, bữa nay cho xong rồi ha mọi người. Em cũng cảm ơn chị rất là nhiều nha, đã cho bọc đồ cho Ngọc. Rồi.